Thu hoạch lê nè cả nhà ơi. Lê năm nay cắt cái lê bên ta. Quá trời trái luôn nè. Trái luôn. Đó. Nó cái to. Em gái nó qua nó hái bớt hái ông phụ. Ủa cái trái này nó to dễ sợ luôn nè. Đâu? Nè. Thấy không? Ừ. Cái dưới nó còn nhỏ, chúng nó cao. Ờ, dưới nó còn nhỏ. Quá cả trái luôn. Cho tối không? Cho tối không? Nước kéo xuống, kéo xuống. Ừ, nghe khán giả. Đó. Dùm này nè, đã với sợ. To. Vô lửa cho mấy trái này nè. Ôi, dễ sợ. Để mai mới còn đợt mà. Thứ gì đợt. Từ những ngày hái còn cả tháng mới hết cho mừng. Ăn suốt luôn. Ăn trái bự xong rồi. Trái này còn nhỏ hơn tôi đi. Mà một trái nhỏ nó lớn lên nó ăn tiếp. Đó, hái đi. Giờ mình hái ra trong ngoài này sao hái trong. Ôi trời ơi. Ôi cái trái nó to dễ sợ. Đâu. Đâu đây em sợ té. Ừ to cái này ăn mới ngon nè. Đó đưa coi. Đây khoai mẹ em cầm mấy trái cho coi cái nè. To. To nghe chưa? Ừ, to cái đó ăn mới ngon. Ừ, dễ sợ luôn. Mà giấu trên đây. Cái chừng nó gãy luôn rồi. Gãy không gãy mà em sợ em té á chứ. Bên đây là to mà hai em đây. Thu hoạch lê, thu hoạch được đầu. Nhưng mà hái cũng ít thôi, cho lê nhiều trái lắm. Chưa, trái nó chưa to lắm này, để từ từ đi, hái nó cái to. Thôi được rồi, anh đưa đây. Được rồi, mai mốt hái nữa. Leo nữa, té thấy bà nội luôn. Xuống đây cả leo lên coi. Ôi, em không dám leo, em sợ té. Không, xuống đây, cho leo người ta quay trên, trở nó coi. Ừ, anh leo anh quay đi cho em. Ở dưới đây quay không thấy nhiều. Dễ té quá. Thôi được rồi, khỏi quá. Ôi ngon dễ sợ luôn á. Có mình có cái lê này nó có ai có không? Không, người ta cũng có mà lê có ít á, ít trái. À, có thịt trái nè. Mấy này còn nhỏ. Ừ, nhỏ. Nhà thấy không? Lê quá trời rồi, bự nè. Trong kia nữa. Nó nhỏ là đối với con mắt của mình thôi, chứ nó bự lắm. Đây nè. Có cái nhà thấy không lê, ở ngoài này nó còn nhỏ. Ngoài này thì còn nhỏ. Này gãy sẵn rồi. Nhiều quá ha. Nhiều lắm mà nhỏ xíu à. Thôi được rồi. Ừ, được sao qua hái đi. Hái uống. Ở đây là đứng trong nhà giơ tay là hái ăn được luôn. Cái chân đạp mấy cái cây nhỏ nhỏ nha. Em thấy rồi. Em thấy rồi. Cái này ớt rồi nè. Năm nay lê quá trời. Trời ơi, chúng cái lê u đậu. Nó chưa lớn không, từ đây là cây ớt không. Chưa bự đâu trời. Thôi được rồi. Nó bự ra, nó tưởng là nó bự. Đó, quá trời luôn. Đây vậy nè. Đi mà trúng đầu u đầu luôn đó. Cái to nữa, chưa có to. Bữa nó quằn xuống nó phải lấy cái cây chống đó. Gãy hả? Sợ gãy không? Nó quằn xuống tới đất luôn hả? Sợ gãy không? Cái này có mấy gãy xong gãy. Đây nè, đưa gấp trăm. Bữa nay xô cà lê cho cái nhà mình coi hết. Quá trời. Đó, đứng vô đây em sắp được. Hang vô nghe. Để đó tao bưng cho. Rồi, cái nhà thấy không? Cái lê nhà mình năm nay nè. Năm nay lê đậu. Rồi, xôi cho cả nhà mình chút thôi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà.